Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 1 kèm theo mưa lớn liên tục những ngày vừa qua đã làm cho nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường bị hư hỏng gây khó khăn và mất an toàn cho người tham gia giao thông. Huyện Sa Thầy là một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại về giao thông, thủy lợi, sản xuất nông nghiệp và nhà ở do ảnh hưởng của cơn bão số 1 vào trung tuần tháng 7 vừa qua. Tuyến tỉnh lộ 674 mới, đoạn đi qua địa bàn xã Morai, huyện Sa Thầy, là tuyến đường bị sạt lở nặng nhất. Tại nhiều vị trí trên tuyến, đất, cát, từ núi bị lở, đổ xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông. Phải mất nhiều thời gian, lực lượng chức năng mới tổ chức dọn dẹp xong hàng trăm khối đất đá này. Đơn cử, tại km 14 060, theo một số người dân sinh sống gần đây cho biết, vào mùa mưa, nơi đây thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở, đất đá, cây cối xuống đường. Tuy nhiên, năm nay khối lượng đất đá sạt lở nhiều nhất, với chiều dài trên 30 mét, chiều cao từ 80cm đến 1,5m. Cái đêm hôm đó là khoảng tầm 1 giờ sáng, ngày 18 tháng 7, là lúc đó là chúng tôi đang trực tại cái chốt quản lý đây, là lúc đó trời đang mưa to, nên là nghe tiếng động mạnh lớn, thì bắt đầu anh em mới lại dậy, bắt đầu là mở cửa và mở đèn pin lên soi, thì lúc đó là thấy sạt tới đây, nó sạt xuống, nó ra hết qua bên đường bên kia, nó sạt đoạn dài lên, kéo lên tới chỗ kia khoảng tầm 30 mét đó. Đấy, nhìn hiện trạng bây giờ là như thế này, là anh em bắt đầu là khi nó sạt xuống rồi là trên đây nó vẫn còn chảy đất xuống này. Đó, đấy là anh em mới rút vào trong nhà trong kia, là ở chợ vì sợ có cái cây này nó đổ xuống này. Thì xong, sau khi sạt xong thì sáng hôm sau thì cũng báo cáo về bên chỗ Ủy ban nhân dân huyện rồi. Thì bắt đầu là bên chỗ quản lý đường bộ họ lên, họ dọn dẹp. Còn đây là một trong những điểm sạt lở nặng nhất trên tuyến tỉnh lộ 674 mới. Km 14 cộng 650. Tại vị trí này, lượng đất đá sạt lở kéo dài và tràn ra mặt đường, khiến cho người và phương tiện giao thông không thể đi qua được trong nhiều ngày. Dấu tích còn để lại tại hiện trường cho thấy vị trí sạt lở kéo dài vài chục mét, khu vực mái ta luy dương bị sạt lở khá cao. Sau khi chính quyền địa phương phối hợp cùng ngành chức năng, cử lực lượng, máy móc tiến hành san gạt, hiện nay tại vị trí km 14 cộng 650 cơ bản đã được khắc phục, thông tuyến. Với điều kiện địa hình, địa chất phức tạp, nguy cơ sạt lở cao, để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trên tuyến đường này, chính quyền xã Morai đã cắm biển cảnh báo, tuyên truyền người dân cẩn thận khi lưu thông qua đoạn đèo trong thời tiết mưa bão như hiện nay. Có khi mưa thiên tai, mưa xuống, mưa nhiều, mưa to thì mới có sạt lở như thế, nếu không cũng không có. Trên tỉnh lộ 674 mới có 11 điểm sạt lở, trong đó có 4 điểm sạt lở nặng với chiều dài mỗi điểm từ 50 đến 100 mét. Chiều cao tính từ ta luy dương đến chân sạt lở từ 1 đến 1,5 mét. Cơ bản đến nay, các điểm sạt lở này đã được khắc phục. Đặc điểm cái địa hình nó là đồi dốc. Thứ hai nữa là cái ta luy nó rất là cao. Và cái nền đất thì nó yếu, một số vị trí nó do mưa lớn như này thì thực tế mà khắc phục thì cũng rất là khó khăn. Cho nên thì về góc độ chính quyền địa phương thì cũng mong muốn là các ngành chức năng tiếp tục là đầu tư sửa chữa những cái vị trí đã sạt lở, để thứ hai nữa thì có những cái giải pháp như là gia cố chân mái ta luy hoặc là đổ bê tông kè áp mái những cái vị trí mà nó có nguy cơ bị sạt lở, để tránh cái trường hợp là mưa lớn cũng như là mưa lâu ngày, mưa dầm thì nó sẽ thấm, nó nhào đất, nó gây sạt lở khó khăn cho việc đi lại cho bà con nhân dân. Ngoài các điểm sạt lở trên tỉnh lộ 674 mới, huyện Sa Thầy còn bị thiệt hại, hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông khác. Theo thống kê của Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Sa Thầy,
Hiện còn có 6 điểm sạt lở, đường đi sản xuất chưa được khắc phục vì kinh phí quá lớn. Điển hình là đường đi sản xuất 123 thuộc địa bàn thôn 2, xã Sa Sơn, bị sạt lở 3 ống bi cống. Điểm sạt lở rộng khoảng 6 mét, chiều dài khoảng 5 mét, có nguy cơ tiếp tục sạt lở trong các trận mưa tiếp theo. Hay tuyến đường đi vào khu sản xuất 135 ở thôn Sơn An, xã Sa Sơn. Tuyến đường này bị sạt lở khá nặng, khoảng 100 mét đường đã bị sạt lở hoàn toàn. Hiện bà con không thể đi lại, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất, đi lại của người dân. Trước cơn bão thì là bà con vẫn đi lại lao động sản xuất bình thường, mà sau cơn bão số 1 xảy ra thì bây giờ hoàn toàn là đoạn đường này là huyết mạch chính mà đã bị cắt đứt khoảng tầm hơn 100 mét, mà phá hoại cả vào ruộng của bà con nhân dân. Hiện tại bây giờ bà con nhân dân không đi lại lao động sản xuất được. Sau cái con đường này là khoảng tầm 200 hecta với hơn 100 hộ dân trên địa bàn và cũng như là ngoài địa bàn. Thì hiện tại bây giờ là không hoạt động, không lao động sản xuất được. Những năm vào đây thì mưa cục bộ, và đặc biệt đây là các cái tuyến đường này là nằm ở cạnh sông suối. Nên là quá trình mưa nó dẫn tới là bị sạt lở. Sạt lở thì đây thì tóm lại thì những năm gần đây khoảng 2 năm đổ ở đây thì xã cũng hết sức quan tâm. Ngay từ đầu mùa mưa xã đã chỉ đạo các ngành chức năng, rồi đặc biệt là ban phòng chống thiên tai lũ bão của xã triển khai các biện pháp ngay từ ban đầu, tuyên truyền vận động nhân dân rồi đảm bảo các cái điều kiện để thực hiện 4 tại chỗ, khắc phục các cái công trình đảm bảo để đi lại cho nhân dân. Còn tuy nhiên thì các cái công trình lớn thì xã không đảm bảo được. Ở trong hầu như năm nào cũng bị, thì nói chung là địa bàn miền núi mà địa hình hiểm trở, mưa thì nước lớn kéo dài thì đổ về thì gây sạt lở tuyến đường mà trên địa bàn huyện thuộc trên địa bàn huyện của sở giao thông quản lý á, là tỉnh lộ 674. Hiện tại bây giờ thì mùa mưa, hầu như mùa mưa năm nào bão thì nó cũng sạt lở nặng nhất. Còn các tuyến trên địa bàn huyện thì các tuyến đường của huyện quản lý thì nói chung là năm này sạt đường này thì năm kia sạt đường đấy. Nói chung là hầu như là bây giờ hầu như các tuyến đường năm nào cũng sạt này. Bây giờ cái đường khu sản xuất vô cũng to thì nó nằm trên cái bờ suối, thì mình đầu tư chưa có nguồn vốn để kè bài bản thì hầu như mưa lớn năm nào cũng bị sạt. Toàn tỉnh hiện có 4.000 km đường giao thông, trong đó đường quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh có tổng chiều dài là 444 km. Tỉnh lộ gồm 11 tuyến với tổng chiều dài là hơn 400 km. Đường huyện có tổng chiều dài gần 700 km. Đường đô thị có tổng chiều dài gần 400 km. Và đường xã, đường chuyên dùng có tổng chiều dài trên 1.500 km. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có khoảng 77 điểm sạt lở do ảnh hưởng bởi cơn bão số 1 vừa qua. Trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của các cấp, thì cái hệ thống đường giao thông trên địa bàn thì đã có được cái nâng cấp cải tạo. Thì tuy nhiên thì còn nhiều cái tuyến đường thì vẫn chưa được vào cấp, và nhiều cái hạng mục công trình khi đầu tư nâng cấp cải tạo thì cũng chưa được xử lý triệt để do nguồn vốn cũng như do việc giải phóng mặt bằng. Rồi đồng thời cái nguồn vốn sửa chữa thường xuyên hàng năm thì hạn chế, chưa đủ đáp ứng yêu cầu. Và các hạng mục công trình thì qua các cơn bão các năm trước thì vẫn chưa được khắc phục. Chính vì vậy vào những mùa mưa lũ thì xảy ra những cái chuyện mà sạt trượt, lún sụt và sói các công trình của giao thông, gây ảnh hưởng đến công trình giao thông và an toàn giao thông. Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với hạ tầng giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt trong mùa mưa bão, nhất là các tuyến đường huyết mạch của tỉnh, ngay từ đầu năm, Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng kế hoạch, phương án, biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, nhất là đối với những điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng cao. Trong cái thời gian trước mắt để đảm bảo giao thông thì các đơn vị quản lý đường sẽ hót sụt để đảm bảo an toàn giao thông. Còn sau đó những cái hạng mục công trình bị hư hỏng thì Sở Giao thông sẽ lên cái phương án, sau đó phối hợp cùng với Văn phòng Ban An toàn Phòng chống lụt bão để báo cáo lên tỉnh để có bổ sung nguồn vốn để khắc phục các cái hạng mục công trình này. Hiện đang là mùa mưa bão, các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đã và đang được ngành giao thông vận tải tỉnh tích cực triển khai. Tuy nhiên, với những diễn biến khó lường của thời tiết, các cấp chính quyền, các lực lượng chức năng và người dân
cần nâng cao trách nhiệm, không chủ quan, luôn sẵn sàng ứng phó, xử lý tình huống một cách hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão.